Đây là con cũng gà tre Tân Châu ở trại gà của anh Hậu thị xã Tân Châu An Giang này các bạn. Này cũng có gà này cũng gà tre Tân Châu nè, mà con này là trưởng thành rồi nè. Gà có cựa lú hơi dài rồi đó, gà này 6-7 tháng rồi nè. Cái màu chích màu chuối khét. Chân vàng. Đó. Con này không có râu à. Nhìn mặt mày khá sáng sủa. Lông đuôi hơi dài rồi đó ha, dài đó. Gà này đầy đủ à. Đẹp nè. Dáng gà này đẹp nè. Đây là giống gà tre Tân Châu các bạn. Gà tre nổi tiếng của ở Tân Châu nè. Gà này có dáng cũng chân cũng hơi cao nè, nhìn đẹp nè, có nhiều con cái chân ngắn nó mới đẹp. Lông mã dài, lông đuôi cũng dài. Sẵn cảnh nè. Anh em nào muốn tìm hiểu về gà hoặc là muốn mua gà các loại lớn nhỏ gì đó có thể liên hệ qua số Zalo của anh Hậu 0949994974 nhé. Cho nên là có cần tìm hiểu về gà hoặc là tìm mua gà này cái nào thì cứ liên hệ với anh Hậu ở thị xã Tân Châu An Giang các bạn. Số để liên hệ với anh Hậu là số Zalo 0949994974. Chỗ nào là thường thường đổ những cái dòng gà tre Tân Châu này cứ liên tục cho ra những chú gà con nuôi chăm sóc lên thành gà trưởng thành, cung cấp cho anh em nào thích nuôi gà tre thì liên hệ anh Hậu để mua về nuôi.